Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe ở cái phân khúc hatchback các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đó chính là chiếc xe Toyota Yaris đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở xe Toyota Yaris này thì nó có những cái phiên bản là Toyota Yaris E và phiên bản Toyota Yaris G. Thì hôm nay tôi gửi đến quý bạn là ở cái phiên bản Toyota Yaris G các bạn nhé. G tức là phiên bản đủ rồi các bạn ạ. Nhìn ở bên ngoài thì phân biệt giữa bản E và bản G rất là dễ các bạn ạ. Bản E thì là được trang bị đèn halogen thôi, chưa có đèn bi xiên ông. Còn ở phiên bản G nó đã có được trang bị đèn pha bi xiên ông rồi các bạn nhé. Nó cũng giống như những chiếc xe Toyota Vios E và G đấy ạ. Đấy, bản G là bản đủ và bản cao cấp nhất rồi các bạn nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm thông tin, tại hãng Toyota thì đang phân phối những dòng Toyota Yaris thì nó có hai phiên bản nhé. Phiên bản từ Thái Lan, đều nhập từ Thái Lan, nhưng nó có hai phiên bản là phiên bản 1.3 và phiên bản 1.5. Thì thưa với quý vị các bạn, đây là cái phiên bản 1.3 số tự động ạ. 1.3 đi rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đấy, những chiếc xe này thì nó phù hợp với những chị em phụ nữ chạy ở đường phố, cho nên là không cần phải động cơ cao, chỉ cần tiết kiệm nhiên liệu là tốt rồi các bạn ạ. Đấy, và thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2015, nhập khẩu về Việt Nam là cuối năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh có 5.9 km thôi, và chiếc xe này thì chạy quá ít, cho nên là ngay cái lúc tôi mua, tôi đã phải quay lại tại nhà chủ xe cho các bạn xem về cái xe này, tình trạng chiếc xe và tình trạng đồng hồ chuẩn tại nhà chủ xe đấy ạ. Nếu như quý bạn mà không tin thì quý bạn có thể xem lại cái video hôm trước tôi đã đăng rồi đấy ạ. Hoặc nếu như quý bạn đến xem tại nhà cửa hàng tôi sẽ cho quý bạn xem cái video trực tiếp trên điện thoại của tôi, có ngày có giờ nói là tôi mua tại nhà chủ xe các bạn nhé. Và thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản ạ. Đấy, đến cái lốp cũng còn cái lốp nguyên bản ạ, lốp xưa cua còn chưa hạ quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 448 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Yaris G 2015 nhập khẩu nguyên chiếc, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe Toyota Yaris G 2015 này các bạn nhé. Đây là cái phiên bản G đây các bạn xem ạ, nhìn rất là đẹp và nó là cái phiên bản đủ rồi các bạn ạ. Về cái phần bên ngoài, cái phần nước sơn, cái phần thân vỏ bên ngoài là còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, tất cả keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Đến nước sơn cũng còn nguyên bản của xe các bạn nhé. Đấy, và ở cái phiên bản G này thì các bạn xem đây ạ. Đấy, nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy được là xe đã được trang bị đèn pha bi xiên ông này, đèn gầm này, đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Là răng còn rất mới, chưa có xước sát gì cả các bạn ạ. Chiếc xe này thì chủ xe là nữ, nhưng mà chiếc xe này chủ xe chia sẻ là có lái xe cho nên là rất đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có bị xước sát gì cả đâu ạ. Là răng cũng còn rất là mới. Đấy. Và lốp nguyên bản theo xe đây các bạn này. Đét là 2015 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và lốp 2015 nhá. Lốp xưa cua chưa hạ các bạn ạ. Đấy, còn rất dày, rất là đẹp. Nhìn nước sơn ở cái phần bên phụ này thì các bạn thấy đây ạ, đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị bạn thấy được này, xe đã được trang bị là camera lùi và cụm đèn hậu này, rất là mới luôn các bạn nhé. 2015 tính ra là 7 năm sử dụng rồi mà cái cụm đèn còn mới còn đẹp như này thì quý bạn thấy được là chủ xe đi ít mà lại giữ gìn như thế nào rồi đúng không ạ.
nói đi ít và lại giữ gìn thì nó chỉ là một phần thôi các bạn ạ. Một phần cơ bản là chiếc xe này là chủ xe nhà rất là rộng để xe được ở trong sân ấy, nhà mặt đất không phải chung cư bạn nhé, và để ở trong sân cho nên là chiếc xe này không phải chịu mưa nắng gì cả, cho nên là tất cả toàn bộ những cái phần nhựa này, cao su, gioăng cao su bên ngoài đều rất là đẹp này, phần chữ này rất bóng các bạn nhé, chưa có bị ố yếc gì cả vì không phải chịu mưa nắng này. Đấy các bạn xem này, toàn bộ những phần chữ, logo này, nẹp chrome này, những cái chi tiết này nó đều rất là mới các bạn ạ. Tất cả đều rất là mới luôn đấy ạ. Khi đi mua xe thì các bạn phải tìm hiểu kỹ nhá. Nếu như một chiếc xe để ở ngoài trời với lại một chiếc xe để trong nhà là nó sẽ khác nhau đấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe mà hay phải chịu mưa nắng ngoài trời nó sẽ khác với một chiếc xe để trong nhà. Đấy, toàn bộ nó mới đẹp như này đây. Từ tay nắm này, chủ xe cũng đã dán cái chống xước tay nắm này. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này. Đấy, toàn bộ về những cái phần la răng, lốp, nói chung là bên ngoài đều rất đẹp, rất là mới các bạn ạ. Phải nói là tìm một chiếc xe còn mới, còn zin, còn đẹp như này nó là rất ít các bạn ạ, rất là hiếm đấy, không có đâu ạ. Những chiếc xe ở Hà Nội mà nó chạy rất là nhiều là một chuyện. Cái thứ hai nữa là đường rất là đông, hay bị xước sát, móp méo rất là nhiều, mà chiếc xe này thì không bị luôn các bạn nhá. Đấy, chiếc xe này là của một chị chủ xe. Nhưng mà nhà chị là có hai chiếc, chồng một chiếc và vợ một chiếc, và có lái xe các bạn nhé, có lái xe đấy ạ. Đấy, một gia đình là rất có điều kiện. Nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp này. Từ cụm đèn pha này, xe đã được trang bị đèn pha bi xe nông này, và rất là đẹp này, đèn pha rất đẹp. Từ mặt ca lăng, logo, chữ này đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đến đèn gầm, đấy, đèn gầm, đấy, ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Phải nói là một chiếc xe này đẹp hiếm có đấy nhá. Cái phần nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều đấy ạ. Tôi quay một cái góc nghiêng ở cái phần bên lái này này, quý bạn thấy đấy ạ. Nước sơn zin còn rất là nhiều và cái nền rất là căng luôn ạ, chưa có phải sơn lại đâu các bạn nhá. Đấy, nước sơn zin nguyên bản của xe đấy ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi mua về chúng tôi không phải sơn cái tí nào luôn ạ. Chúng tôi không tốn tiền sơn một tí nào, chỉ mất tiền dọn thôi ạ. Đấy, chỉ mất tiền dọn thôi các bạn nhá. Cho nên là chiếc xe rất là đẹp. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp như này rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất, cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho các bạn cùng xem này. Bấm tay để mở cửa này. Keo chỉ đây, thưa với quý vị các bạn, bên ngoài nó còn mới, còn đẹp, còn zin, thì bên trong nó còn zin là điều đương nhiên rồi. Đấy, keo chỉ bên trong còn zin hết luôn ạ. Keo chỉ bên trong còn zin này, tất cả là còn zin và còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, những con ốc chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu ạ. Đấy, còn zin hết. Zin này, táp bi cánh cửa này rất là mới luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi thì các bạn thấy đây, cụm điều chỉnh lên xuống kính này chưa có bị xước sát gì cả này. Toàn bộ từ những cái phần vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da cao cấp nguyên bản theo xe này các bạn này. Cái bản G này thì xe đã được trang bị đầy đủ từ ghế da cao cấp rồi nhé, đầy đủ luôn này. Đã có lót sàn này, lót sàn da này đều rất là mới, quý bạn thấy có mới đều không ạ? Đấy, rất là mới luôn ạ. Một chiếc xe 2015 tính ra là sử dụng đã là 7 năm rồi mà còn mới còn đẹp như này đấy ạ. Ốc bản lề, cánh cửa phía sau này còn nguyên, còn zin hết ạ. Toàn bộ từ những cái phần cao su này đều rất là đẹp này. Đấy, và cái gioăng cao su các bạn thấy này, tôi vừa chia sẻ là những chiếc xe để trong nhà nó sẽ khác với những chiếc xe để ngoài trời. Đấy, là để trong nhà nó còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan và là cái phiên bản 1.3 này này, 1299ml, tức là 1.3 đấy ạ. Và đây là cái tem mà Toyota đã dán lên nhập khẩu về Việt Nam mình đấy ạ. Sản xuất tại Thái Lan nhé, và sản xuất năm 2015 các bạn này. Đấy, 2015 và sản xuất tại Thái Lan. Đấy, rất mới, rất đẹp. Đấy các bạn nhé. Và cái nội thất của chiếc xe này là màu đen. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin. Táp bi cánh cửa này rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, và nội thất này là màu đen, thì toàn bộ từ ghế da cho đến những cái phần nỉ trần đều là màu đen các bạn ạ. Cho nên là chị em nào mà có trẻ em ấy mà đi chiếc xe này thì cũng không sợ bẩn đâu nhá, vì nó màu đen rất là dễ dọn ạ. Đấy, như chiếc xe này còn rất là mới này các bạn xem này. Chạy nhiều hay chạy ít, giữ gì hay không giữ gì thì các bạn xem cái má ghế này. Đấy, cái chỉ này nó còn mới tinh như này đấy.
cái chỉ này mà không mới nhé, không thể dọn được đâu, không thể dọn, nó không lên được cái màu đỏ đẹp tươi như này đâu ạ. Đấy, nhìn cái ghế này như là chỉ xe mới ạ. Đấy, toàn bộ những cái phần chỉ này đều mới tinh luôn các bạn nhá. Đấy, những cái này là cái phần đằng sau này là phần nguyên bản của xe đấy, nguyên bản và rất là đẹp như này. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là về cái phần nội thất option bên trong của chiếc xe. Bấm cái start top lên, xe được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start top này, đấy, đầu DVD này, camera lùi nguyên bản của xe các bạn nhá, và đặc biệt ở cái bản G này là điều hòa tự động này. Điều hòa tự động rồi nhé. Với những chiếc xe này thì gần như toàn chị em phụ nữ sử dụng, cho nên là không có độ thêm cái gì cả, chỉ có mỗi dán phim cách nhiệt, trải sàn da. Từ lúc mua xong là chỉ làm thế là xong ạ. Đấy, và đồng hồ công tơ mét thì chúng tôi cũng đã có video quay tại nhà chủ xe rồi ạ. 5.9 là chuẩn các bạn nha, cam kết không lệch 1 km nào các bạn ạ. Đấy, nếu như tua một công tơ mét, nếu như tua 1 km nào tôi sẵn sàng chịu phạt các bạn nha. Đấy, chúng tôi cam kết là chuẩn luôn ạ. Đấy, vô lăng này còn nguyên bản này, vô lăng được tích hợp các phím điều khiển này còn nguyên bản và rất đẹp các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, đây là cái cụm điều chỉnh này, gương chiếu hậu gập điện các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu là gập điện rồi này. Toàn bộ từ táp lô táp bi đều rất là mới các bạn ạ. Đấy, mới đều luôn cả một chiếc xe này luôn các bạn nhé. 2015 sau 7 năm sử dụng rồi mà toàn bộ từ vô lăng này, cần số này. Đấy, cái cần số này thì lại mới lắm luôn này, tay phanh đều rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả quý vị các bạn ạ, rất là đẹp. Đấy, tạm thời thì tôi lại tắt cái điện đi để bây giờ tôi sẽ ra ngoài tôi giới thiệu thêm cho quý vị bạn về những cái phần còn lại bên ngoài của chiếc xe. Và ngay sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cốp sau của chiếc xe các bạn nhé. Cốp sau này, cốp sau từ những cái ốc cốp sau còn nguyên bản quý vị bạn này, ốc cốp sau nguyên bản cho đến keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, ốc nguyên bản này, những phần cao su này còn rất mới luôn các bạn nhé, keo chỉ là nguyên hết này. Đấy, tất cả những cái keo chỉ ở cốp sau này là chúng tôi cam kết với quý vị bạn là nó còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên hết luôn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm chỗ nào cả. Đấy, đến những cái phần nỉ này ở cốp sau này đều rất mới các bạn nhé. Đấy, nỉ cốp sau mới tinh luôn ạ. Cái nỉ chắn đồ này cũng còn rất mới này. Đấy, nỉ chắn đồ này và cái phần nỉ bên dưới này, nỉ lưng ghế này đều rất là mới, vì chiếc xe này là chủ xe không có hay để đồ mấy ạ. Hôm tôi đến tôi mua là toàn bộ là để toàn gấu bông với mấy cái đồ của trẻ con thôi ạ. Đấy, là chị này hay chở trẻ con đi học hay sao, đi học đi chơi cho nên là không có để đồ gì cả, toàn đồ trẻ em thôi, gấu bông với lại đồ chơi. Đấy, và tất cả cho nên cái nỉ này nó còn rất là mới quý bạn nhé. Đấy, nỉ mới tinh luôn ạ. Một chiếc xe 2015 mà mới như này thì rất là ít ạ. Đấy, và bên dưới này thì lốp sơ cua, lốp sơ cua đồ nghề còn mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua mới tinh này, đồ nghề còn nguyên trong túi này, chưa dùng đến này. Đấy, lốp sơ cua thì đết lốp là 2015 đây các bạn này. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2015 và toàn bộ là cái đết lốp đây cũng là 2015 đấy ạ. Đấy, rất là đẹp rồi. Tôi lại đóng cái cốp này xuống và bắt đầu tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa này nguyên bản này, ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa nguyên bản này. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, toàn bộ từ táp bi này cho đến những cái phần ghế này, quý vị và các bạn xem ghế thì phải xem cái chỉ đỏ này, nó mới tinh như thế này. Đấy, chỉ đỏ mới tinh như này thì quý vị bạn biết được là xe nhiều, ngồi nhiều hay ngồi ít rồi đúng không ạ. Đấy, không phải nói nhiều, không phải giới thiệu nhiều đâu ạ. Cái chỉ đỏ ở bên trên này thì đương nhiên là không có động gì vào rồi, nó mới là cái điều đương nhiên rồi nhé. Đấy, chúng ta phải so sánh thì nó có đều hay không này, ngồi nhiều hay ngồi ít này. Cái chỉ đỏ bên này này, chỉ đỏ lưng này, đấy, nó mới như này cơ mà. Đấy, mới này. Và cái chỉ ở phần bên dưới này, đấy, cái này là ngồi là hay bị tì vào nhé, nó hay bị xù cái chỉ ra. Đấy, ngồi nhiều là cái chỉ này nó bẩn là một chuyện, nhưng nó sẽ xù ra. Đấy, mà đây nó còn mới tinh. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước bên phụ thì từ keo chỉ này, keo chỉ là cũng còn nguyên hết luôn các bạn nhá, không có mất một phân keo chỉ nữa đâu. Tôi bán xe là gần như là không có chiếc xe nào bị lỗi mất keo mất chỉ là chúng tôi không mua. Đấy, rất là đẹp đấy ạ. Táp bi này rất đẹp, chưa có xước sát gì cả này. Toàn bộ từ những cái ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên này,
ốc bản lề cánh cửa còn nguyên, từ táp lô cho đến táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này, vô lăng, cần số này, tay phanh này, các bạn xem nhé, tôi quay rất chi tiết đấy ạ, và rất là mới luôn đấy. Đấy, đến những cái phần chỉ đỏ ở ghế bên lái này, đấy, chỉ đỏ ghế bên lái này còn nguyên vẹt như này cơ mà. Đấy, bên phụ này cũng thế này, bên phụ này ít người ngồi này. Đấy, bên phụ ít người ngồi hơn. Đấy, và toàn bộ về những cái sàn, trải sàn da rồi, đầy đủ rồi, và rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đấy, quý vị bạn xem này, những cái ốc bản lề cánh cửa phía sau này, đến những cái gioăng cao su này, đấy, toàn bộ đều mới tinh luôn quý bạn nhé, mới đều cả xe. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Yaris G 2015 này là một cái khối động cơ xăng VVTi quý bạn nhé, 1.3 lít kết hợp với hộp số tự động. Đấy. Và ở cái động cơ này chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, toàn bộ về cái khoang máy, khoang động cơ này chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, cho nên quý vị có thể nhìn rất rõ đây ạ, toàn bộ từ ốc chân máy này, rất mới luôn đấy, ốc chân máy này, ốc chân máy này đến ốc mặt máy là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, chưa có một con ốc nào bị tháo ra ở cái khoang động cơ này luôn, khẳng định với quý vị các bạn, trừ cái ắc quy này ra này là chưa cái gì thay và chưa có con ốc nào bị tháo ra. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp đấy ạ. Đấy, vì chiếc xe này mới lăn bánh, tuy là 7 năm sử dụng nhưng mới lăn bánh có 5.9 vạn thôi. Tính ra mỗi một năm chỉ có mấy nghìn km thôi các bạn nha. Chính vì tôi mua chiếc xe này, tôi đến mua tôi thấy chạy ít quá, cho nên là tôi buộc tôi phải quay video trực tiếp lại nhà chủ xe để làm chứng cho quý bạn thấy là đồng hồ nó chuẩn. Chứ nếu như để đi xem đồng hồ thì nhiều người sẽ không tin. Nhiều người lại bảo là 7 năm sử dụng rồi mà làm gì mà chạy ít thế. Đấy, tôi quay lại rồi. Đây quý bạn xem này, nó mới như này nè. Từ những cái ốc giảm sóc này, ốc chân cabo này, cho đến toàn bộ những cái ốc xương đầu này là còn nguyên hết này. Không những nó còn nguyên và còn rất là mới như này đấy ạ. Đấy, đến những cái vít nở nhựa này nhá. Ở cái phiên bản này là phiên bản G đầy đủ rồi, cho nên là không, chủ xe không độ cái gì cả, không độ thêm đèn, không phải tháo cái này ra, cho nên là những cái nở nhựa này nó cũng còn nguyên, chưa tháo nở nhựa thế nào các bạn này. Đấy, những cái nở nhựa này còn nguyên hết luôn nhé, chưa có một cái vết tháo nào ở cái đầu này, trừ mỗi cái ắc quy. Đấy, xương đầu các bạn xem này, còn nguyên bản này và rất là mới như này đây. Đấy, quý bạn thấy nó mới không ạ? Ốc giảm sóc này, ốc chân cabo này, đấy, ốc cabo, chân cabo này, các bạn xem này. Tất cả những con ốc này nhá, còn nguyên hết luôn ạ. Keo chỉ còn nguyên hết luôn này. Đấy, tôi quay kỹ và quay chi tiết cho quý bạn xem nhé. Một chiếc xe này khá là hoàn hảo đấy ạ. Tem này là còn nguyên hết luôn các bạn này. Đấy, xem kỹ ở những cái cạnh này này mới thấy được là nó còn nguyên hay không còn nguyên này. Đấy, tôi quay sát như này thì quý bạn xem thấy không ạ? Rất là rõ đúng không ạ? Đấy, keo chỉ còn nguyên luôn này. Đấy, ốc chân cabo này. Ốc chân cabo còn nguyên luôn các bạn nhé, chưa có một cái vết tháo nào đâu ạ. Keo chỉ này còn nguyên bản hết này. Đến những cái tấm nỉ chống nóng của cabo này cũng còn rất là mới luôn các bạn ạ. Đấy, toàn bộ ở cái khoang động cơ này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết ở cái khoang động cơ này là còn nguyên bản, trừ mỗi cái ắc quy đã thay, còn lại tất cả con ốc chưa bị tháo ra đâu ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3G 2015 nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, không những còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 448 triệu đồng, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Yaris này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.